Rồi, hôm nay ngày 20 tháng 9 ha. Mình chào anh chị các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Hôm nay mình có một số ba con máy pin với lại một số đồ nghề anh chị các bạn ha. Kìm Caribet ha. Mayta 147. Máy DMR 12V, DMR 14V ha. Kìm gấp phe ha, thước cặp ha. Lưỡi dao ha. Chứ cái này là một cái lọc khí trong trong xe hơi ha, 12V, có cái tẩu này để anh em cắm vô xe hơi ha, chứ lọc và khói thuốc luôn ha, bằng lọc như lọc lithium. Cái này mình cũng rảnh, nhưng mình cắm điện lên đây mình test 12V, nó sẽ cái này cháy đèn, nó sẽ phát ra mùi ha. Nó cái này thì mình bán 100.000 đến số 12 lần. Thì anh em nào xem kênh thì nhớ bấm like để đăng ký kênh, anh em bấm cái chuông nó sẽ thông báo tất cả cái video mình mới cập nhật sẽ gửi qua cho anh em ha. Mình bán với hai hình thức, một là chuyển khoản, hai là ship COD. Chuyển khoản được thì mình sẽ bao ship hết tất cả mấy món hàng dù nặng hay nhẹ nha. Còn ship COD vui lòng đặt cọc cái thẻ cào 50 giúp mình. Rồi, mình vô vấn đề chính. Đầu tiên là con số 1. Là con này là hiệu nè, 14V ha. 14 DML ha, con này 14V. Thì có nhanh chậm đây luôn, ngoại hình thì nó hơi xấu. Cao su nó xấu thôi, nhưng mà than con này thì còn rất là nhiều ha. Chưa xài luôn, than của nó còn kia quá cái cạnh. Vỏ pin này, vỏ pin 14V ha, còn đẹp mà nó dính sơn ha. Vỏ pin này thì mạch nó sống chắc là nó còn nhận sạc pin mà. Mình bán mình tính vỏ thôi nha. Đó, đây. Đó, máy vỏ pin ha, còn nhận sạc pin luôn á. Đây tua nhanh chậm đây ha. Tua nhanh ha. Đây thì con này điều tốc nè. Vệ sinh để xài ha. Đây mình sẽ test búa cho anh em coi ha. Test búa thì mình bắt tua chậm thôi ha. Đó thì nó cục pin này nó còn nhận sạc pin nha, nó còn xeo ruột đồ hết trong đây. Bán máy vỏ pin thôi nha, 600 con số 1. Đó thì mình sẽ mở thang cho anh em coi sao ha. Rất là đẹp. Đây. Thang cái con này thang riêng nó luôn nha. Còn khía cạnh đâu nó đó, anh em nhìn ha, còn cái cạnh nó chưa luôn ha. Con này thang như vậy là khá đẹp. Gần giống như chưa xài ha. Thì con này thân máy vỏ pin nha. Đó, thân máy vỏ pin mình bán 600 ha. Đó, đẩy luôn. Đó, con này về anh em đóng pin lại rồi đi công trình là hết sảy ha. Rồi số 1, thân máy vỏ pin 600 ha. Rồi số 2 là cũng con 12 DMR2 ha. Con này đẹp xuất sắc. Còn tem đầy đủ, cũng có tua nhanh chậm đây luôn. Con này thì mình sẽ mở thang cho anh em coi luôn ha. Đó, con này thì đèn nó còn luôn. Đó. Máy vỏ pin cũng 600 luôn nha. Vỏ pin này vỏ pin Niken nha anh em. Đó, điều tốc nè, test điều tốc cho anh em coi ha. Đó. Đảo chiều nè. Đó. Đây. Đầu mấy con này còn cứng hết nha. Đó, test búa thì mình sẽ bắt tua chậm thôi ha. Đảo lại tua nhanh ha. Máy vỏ pin nha, vỏ pin này vỏ pin cao anh em cũng dễ đóng ha. Đó thì mình sẽ mở thang con này ra cho anh em coi luôn ha. Còn nhiều hay ít. Không ra thì mở bên đây. Bị dính gì nhẹ là nó không ra đó. Ra ha, còn dặn bên đây lại. Nó bị kẹt một lý là nó cũng không ra nha. Đó thì cái này là số 2 ha, số 2 cũng giá 600 luôn. Đó, thì con này nó than nó cũng còn nhiều ha, nó xài vừa tới mấy cái khía thì con này gọi là 90% ha. Đó, con kia thì quá là mới hơn con này luôn, con này cũng vậy còn mới tinh ha. Rồi thân máy vỏ pin ha, 600 luôn. Về anh em kỹ thì vệ sinh lại hết ha. Thân máy vỏ pin luôn ha, số 2 ha, 600 luôn.
Rồi số 3 là con 147 ha. Tem nó bị xấu đây miếng nha nè, 18 V nha, 147 mới ra băng luôn nha. Cao su đi con này còn liền đạt đầy đủ hết. Đây nó dở lên miếng nè. Mình bán thân máy nó 1 triệu nha. Đó, chữ BL đây còn ha. Đầu nó thì còn cứng nhưng mà nó không có cao su đầu ha, su trắng nè, mình nhà mình hết luôn à. Đầu còn cứng ha. Đó, bàn phím nó còn đầy đủ ha. Đó, dây móc có luôn, mình sẽ mượn pin 14 V mình test ha. Đây. Đây. Thì mình sẽ chạy số 3 ha, 14 V gắn vô nó một nước pin số 3 nè. Thì test điều tốt cho anh em coi ha, còn một ha. Đảo chiều. Rồi, chế độ auto nè ha. Đó, số 1 nè. Số 2 nè ha. Số 3 nè ha. Đó, pin 14 V nó hơi yếu nha. Ở con này nó 18 V, mình sẽ test búa luôn ha. Thì con này thân máy nha. Thân máy con này 147 nha anh em, 18 V nha. Giá 1 triệu. Đầu còn cứng ha. Số 3 nha, số 3 giá 1 triệu. Rồi, số 4 là một cây thước ha. Một cây thước. Một cây thước của Tajima, con này thì còn đẹp, có tem đây luôn ha, còn tem. Đó. Đó, ngoài sau thì cũng còn tem luôn, dính dơ ha. Thì cái này để anh em đo độ, anh em có thể xây cái này ha. Xây cái này chỉnh bao nhiêu độ thì cái cân thủy này nó sẽ đi theo đều nhau hết ha. Cái đây thì không có 500 hết nha anh em, bằng mũ như hết nha. Đó, nếu mà anh em muốn xây nhanh thì sẽ có thể xây trên đây được ha. Đó, xây trên đây được luôn ha. Nếu mình xây cái độ chính xác cao thì mình sẽ xây từ từ đây ha. Nó chạy tới cuối đây nó sẽ hết nha. Đó. Thì cái này cũng khá là bự nha anh em, khoảng 2,5 tấc ha. Chiều cao khoảng tấc mấy á, cái này đợt trước mình có bán rồi. Đó, thì nay lụm được con này đẹp hơn, mình bán cũng giá 180.000 ha, số 4 180.000 ha. Cho cái thước này ha. 180.000 số 4. Rồi, số 5. Số 5 là một cái kìm cắt của hiệu Cadibet ha. Cadibet là của Đức nha anh em. Cadibet ha. Made in Germany nằm đây ha, chữ Germany nằm đây. Đó. Hơi mờ tí ha, Cadibet bên đây nguyên dòng chữ luôn. Đó, cái chữ nè. 2.2 đó. Đây là con này chứ này. Con này có thể là 2.2. Mình sẽ đo trước cho anh em coi xong rồi mình banh ra cho anh em coi ha. Nó đúng 2 tấc luôn nha, 2 tấc dư miếng. Đó. Thì con này không mẻ không gì hết nha. Con này thường thường ngoài bãi nó về nó hay bị mẻ lỗ đây á. Là do nó bấm hai cộng dây điện chung nhau nó chập nó sẽ mẻ ha. Đó, thì con này ha. Răng cổ nó cũng còn khá là được chứ không có đến nỗi là xấu ha. Đó. Có sử dụng rồi nha anh em. Cadibet ha. Kìm cái răng cắt của nó thì không có mẻ, không có bóng lỗ như nào ha. Cái mặt này thì nó hơi dơ dơ rổ một tí nha, còn mặt này thì láng bóng. Răng nó không mẻ ha. Mình bóp vô thì nó sát gịch ha. Đó, không có lỗ hở xuống dưới. Cao su nó còn nguyên dạng không tróc gì ha, có chữ hơi mờ tí. Đó, Cadibet ha. Thì con này là số 5 ha, thì bán cái kìm này giá 300. Rồi số 6 là một cái đo hơi ha. Một cái đo hơi này dành cho xe lớn luôn nè. Nó tới 11 kg hay nhiêu á. Đó, nó ghi trên đây rõ ràng ha anh em. Chú ý coi giúp mình, nó hơi khó coi tí nha. Đó, số 11 ha. Cái đầu gam 2 cm gì ha. Khá là mới luôn, đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Đó thì nó có dây móc để anh em móc luôn. Đây nó hai đầu ha. Đó thì nó còn quá đẹp luôn. Cái này dài nha, lớn xe lớn. Giá nó 24 luôn. Con này số 6 là giá bán 180.000 ha. Đó. Cái này thì nó có mấy dòng chữ ở đây nha. Ở đây chữ nè. Quá trời chữ luôn, mình không có đọc được tiếng này ha. Thì con này nó còn khá là đẹp. Đó. Cái này mình sẽ thử sau nha. Cái xe mình nó hơi khó thử. Đó, cái hình nó cong vậy nha chứ không phải mình là mình bẻ cong nha, anh em chú ý nha. Đó, cái này nó cong. Rồi thì cái này số 6 cái đo hơi lớn này ha, giá bán 180.000 nha. Rồi số 7, số 7 là một cái thước cặp mini nhỏ cho anh em dùng đồ chính xác không cao nè, Made in Japan hiệu con chim nha. Cái này quà tặng về bãi bán đến 100.000 cái anh em.
nó về nó bán 180.000 ha, còn khá đẹp, khá là mới ha, chữ là còn nghĩa là còn rõ ha. Ở đây nó có miếng cao su để chặn cái này còn luôn ha. Thì đây mình sẽ kéo ra kéo vô cho anh em coi ha, số 7 giá 180.000 cái thước này ha. Đây xin qua ha, đầu còn đẹp, made in Japan đàng hoàng ha, chữ còn đẹp luôn đó. Ừ, nó một tắc nha nè, đó. Đó bấm vô nó cũng ngay vị trí không nha đó. Thì cái này mình bán giá cái thước cặp nhỏ này giá 180.000 ha. Rồi số 7 giá 180.000 ha. Rồi số 8 là một cái kìm cấp phe nè, con này hình như nó có cái lò xo ở đây mà nó mắc rồi nha. Đây là cái cỡ để mình chỉnh bóp phe ha. Đây hiệu Techco ha, Techco là xịn nha. Đó, Techco. Đó, 51 gạch 0A ha, cao su còn. Cái con này là cái mũi nó vậy luôn nha anh em. Tự nhiên nó vậy nha, hai bên nhìn nó đều nhau hết nha. Chứ không phải là nó bị cong, nếu mà nó cong nó sẽ cong một bên chứ nó cong đâu có đều vậy ha. Đó thì con này ở đây thép nó phay ha, cực kỳ nhìn cực kỳ là bóng ha, hiệu Techco. Bên đây cái mặt này là nó làm bằng đen. Đó, con ốc này để anh em chỉnh cỡ ha. Ở đây như nó thiếu cái phe rồi, cao su thì còn, cao su nó một cam ha. Thì con này còn khá là đẹp. Mình đo chiều dài cho anh em coi ha. Nó 60 16,5 ha. Mũi này cực kỳ nhỏ luôn nha nè, từ nhỏ tới bự ha. Đó, mình xài mình có thể cắt đi từ từ nếu mà nó mòn gãy gì ha. Đó, hiệu Techco còn khá là đẹp ha. Ừ, thì cái này giá bán số 8 này là 150.000 cho kìm này ha. Rồi số 9 là một cái đầu khoan nhỏ nè, giá 120.000. Ở mình cũng có bán cái này nhiều rồi ha, có dính mũi khoan mình để luôn, bán 120.000. Cái này đầu khoan này kẹp mũi khoan cực kỳ nhỏ nha nè. Đó, để cho anh em làm đầu nhỏ ha. Thì số 9 120.000, cái này cũng dễ sử dụng thôi chứ không có gì khó chứ. Đây đó, ra nè, lấy mũi khoan ra ha. Đó, thế nó sẽ chạy ngóc này vô ha. Đó, cho đều ha, cái mũi khoan lại. Mình bán có mũi khoan thì mình sẽ để mũi khoan cho anh em luôn ha. Đó, cái máy mình nó lắc nha anh em, chứ không phải là mũi mà nè. Máy mình cái đầu nó lắc nha, máy này phải có độ rơ ha. Thì đó, mình sẽ gắn sát cho anh em coi ha. Đó. Thì cái cốt này, cái này cũng còn khá là đẹp ha. Thì giá bán nó dặn vô sát lại ha. Giá bán cái đầu khoan số 9 này là 120.000 ha. Số 9 cái đầu khoan nhỏ mini này 120.000. Rồi số 10 là một cặp dao ha. Một cặp dao ship của dao cắt của Oppa này ha. Giá 180.000. Con này thì lưỡi nó hai mặt luôn nha nè, hai mặt hết đó nha. Đó, tổng chiều dài nó 10.05. Thì một con màu vàng với con màu xanh ha. Thì đây, mình sẽ mở ra lưỡi con này cho anh em coi ha. Nó sơ sơ và đẩy lên ha. Đó. Đây. Đó, thì lưỡi nó ở đây ha. Đó. Oppa made in Japan nha, lưỡi nó hai mặt nha nè. Đó, nước sơn thì nó hơi xấu, mình bán cặp này luôn ha. Oppa Japan lưỡi hai mặt anh em thay hư hết, mặt này có thể thay lại nha. Kéo xuống lại, đó, không xài nó móc khóa là cho an toàn ha. Thì con này nó cũng y vậy, không khác gì hết. Đẩy lên cái này dướng cái này ha. Đó. Mở ra ha, đẩy lên, đó. Con này cũng có 3 mét in sao băng ha, đây cũng như vậy luôn, lưỡi hai mặt ha. Đó, rồi không xài nó đậy lại xuống dưới cho nó an toàn ha. Rồi bán cái này bán chung hai cái luôn nha nè, giá số 10 180.000 ha. Đây mét in sao băng nằm đây ha, hiểu đây ha. Đây cũng vậy luôn, màu vàng với con màu xanh ha, tán này tán đồng ha nha nè. Một cặp này giá 180.000 nha, số 10. Rồi số 11 là một cái đầu tiếp, hai đầu có đảo chiều ha. Một bên đây xi màu trắng, một bên đây mạ vàng ha. Đây hiệu của nó ha, này của Nhật luôn ha. Đó thì đây. Đó. Ở đây dặn qua đây thì đảo ngược lại ha. Đó. À. Dặn đây ha, đó. Cái này cũng vậy ha, đó. Đây. Đó, hiệu nó của KTC hay gì nha nè. Đúng rồi, KTC ha, bên đây cũng còn đẹp luôn ha. Đó, cái này đẹp ha. Thì cái này số 11 giá 120.000 nha. Cái này chỉ có đăng ký thôi chứ người ta bán lẻ đâu có mua nổi rồi. Bán lẻ 100.000, về sau bán 120.000. Đó, cái này là số 10 ha. À, cái này nó dài 12 ha. Rồi, số 11 giá 120.000 cho cây này ha, khá là đẹp. Rồi, số 12 là cái cuối clip ha. Mình có bao nhiêu món thì mình sẽ lên ít món thôi ha.
để cho cái kinh mình nó có hàng đều đều ha. Số 12 nè, giá 100k ha. Cái con này thì nó made in Taiwan rõ ràng ha, nhưng thị trường xuất Nhật là có mã số 49 ha. Đó thì nó ở đây nó có công thức, nó sẽ chỉ cho anh em làm ha, nó sẽ khử mùi gì trong xe không đâu ha. Hiệu nó đây, chữ hiệu nó đây ha. Thì con này đó 10DC 12V ha. Đó, nó phát ra cái mùi á, mùi cũng dễ chịu nha. À, nó để thử khói thuốc lấy với lại cái gì nữa ha. Đó thì mình mở ra con mình sẽ test cho anh em coi ha. Đây đó, cái này ha, hiệu nó đây, DC 12V ha. Con này thì mới trong hộp chưa xài nha, nó cháy đèn lên ở đây là nó phát ra cái mùi nha nè, mới xài được nha. Còn nó không cháy đèn là nó sẽ hư. Cái này mình cũng chưa test nữa, hỏi mình test cái cục kia đi. Cộng trừ ha, đúng ha. Này trừ nè. Đây nè, đang chú ý ha, có cái này khó sử dụng nữa. Này tẩu để đút vô xe hơi. Đó thì trong cái nồng này nó sẽ phát ra cái màu xanh ha. Đó em nhìn ha, nó có màu ha. Đó anh em đốt rất là hửi vô đây nó sẽ có cái mùi khác ha. Đó nó sẽ phát ra mùi ha, nó để khử cái gì ha. Đó có đèn màu xanh rõ ràng ha, buông ra tắt ha. Đây đó, thì cái này để cái tẩu này, ai có xe hơi hay là gì đó để có anh em khử mùi ha. Tẩu này đốt vô xe hơi vừa y ha. Cái này thì còn nói chung là chưa xài rồi, đẹp rồi, trong hộp mà. Thì giá cái này là 100k cho một cái ha, số 12 ha, 100k một cái. Cái này trong hộp luôn nha, bán thì mình sẽ bỏ hộp lại cho anh em, mình đâu có lấy hộp. Rồi thì cái video cái số 12 là cái cuối clip rồi. Hẹn anh em cái video sau nha. Chúc anh em có một ngày thật nhiều sức khỏe.